Xin chào nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Hôm nay báo Phụ Nữ rất là vui khi mà Võ Minh Lâm đã đồng ý tham gia chương trình Tâm Tình Nghệ Sĩ của báo Phụ Nữ. Dạ, cảm ơn chị Cúc Phương. Và lời đầu tiên thì Võ Minh Lâm xin được gửi lời chào kính mến đến với toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Tâm Tình Nghệ Sĩ. Lâm cho chị hỏi là Lâm nổi nổi bật lên từ hồi cái Chuông cuộc vàng thi vọng Chuông vàng cổ. vọng cổ, Dạ. mà lúc đó là mới 16 tuổi nữa. Dạ, năm đầu tiên 17 Năm đầu tuổi. tiên mà đoạt giải mà rất là trẻ. Dạ. Cái cảm giác bây giờ dĩ nhiên nó vẫn còn khi mà mình nhắc lại. Phải nói rằng nó là một cái ký ức vô cùng đẹp và gọi là một cái hành trình, một cái dấu ấn không bao giờ phai được trong lòng của em. Ngày trước thì em được ba là người thầy đầu tiên, là một kép chánh của những đoàn cải lương miền Tây và các tỉnh nữa, thì ba đã chỉ dạy cho em từng lời ca nè, từng điệu bộ nè, rồi ba là người cũng cầm đờn dợt dợt cho em ca luôn. Thì phải nói rằng qua những cái cuộc thi nhỏ nhỏ như là những cuộc thi giọng ca cải lương ở các tỉnh để cho em có thêm dạn dĩ, thì em cũng mong rằng sẽ thi nhiều cuộc thi hơn nữa để đúc kết nhiều kinh nghiệm cho hành trang của mình. Nhưng mà không ngờ 17 tuổi thì vô tình đăng ký cái cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, lúc đó là giải ngôi sao vọng cổ truyền hình 206. Thì em cũng muốn lên thành phố Hồ Chí Minh để mà mình được biết Sài Gòn là như thế nào, rồi được gặp gỡ những người nghệ sĩ thần tượng của em mà đã từng được xem qua băng đĩa video trước đó. Cũng chưa nghĩ rằng mình sẽ được có một cái thành tích nào đáng kể đâu, nhưng mà có lẽ là do tổ nghiệp thương và đã chọn cho mình cái nghề này, là cái nghề để cho em gắn bó lâu dài. Cho nên rằng em cũng đã may mắn, em nghĩ rằng đó là một sự may mắn vô cùng lớn để cho mình mở ra một cái cánh cửa rộng mở về nghệ thuật. Và ngày hôm nay thì trải qua gần 20 năm được làm nghề và được cống hiến với nghề, thì em đã thực hiện gọi là gần như hoàn toàn những ước mơ của mình, được diễn với những người nghệ sĩ mà mình thần tượng. Nhưng mà như em nói là gần như hoàn toàn đã thực hiện ước mơ của mình, tức là sẽ còn một ít gì đó ước mơ. Thật ra thì trong cái quá trình mà làm nghề á, thì em cũng phải nói rằng tâm sự một chút về trước đây, thì em cũng là một cái người gọi là bị gọi là gói trong một cái vỏ ốc của mình á. Em thì không có thích giao tiếp nhiều và cũng sợ đám đông, ngại đám đông, cho nên là em gặp mọi người mà đông đúc quá thì em cũng sẽ kiểu như là mình lẻn lẻn rồi mình chuồn, mình trốn, chứ em cũng khó có thể gọi là, cũng nói chung là dễ gần, nhưng mà để mà thoải mái với công chúng thì em lại có cái tự ti của mình, và điều đó khiến cho em cũng khó giao tiếp với mọi người. Nhưng mà cũng nhờ đi theo con đường nghệ thuật mà em cũng đã dần cải thiện được những cái khuyết điểm của mình. Ngại đám đông thì mình tiếp xúc với đám đông nhiều một chút, nhưng mà sau cái vai diễn của mình rồi thì trở lại với con người của em thì em vẫn ngại. Chính vì điều đó mà em cũng đã phải cố gắng đối diện với những cái khuyết điểm của mình bằng cách là mình cũng tham gia một vài chương trình với cái vai trò khác nữa, rồi nào là đóng phim nè, rồi tham gia kịch, rồi cũng có ca nhạc. Nói chung là mỗi cái một chút để cho mình tích lũy nhiều cái kinh nghiệm để mình làm thành một cái vốn hỗ trợ rất là nhiều trong cái chuyên môn chính của em, đó là làm nghệ sĩ cải lương. Em đã tham gia nhiều 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 cái loại hình nghệ thuật rồi đó, nhưng em Dạ. thấy cái nào là khó? Em thấy mỗi loại hình thì có những đặc thù khác nhau, thì không có thể nói là cái nào khó hơn, nào dễ hơn. Nhưng mà với cải lương thì với cái cảm nhận của riêng em thì em thấy rằng đó là một cái quá trình không hề đơn giản, một quá trình rất là dài. Bởi vì em vừa phải học vũ đạo nè, nào là đánh kiếm, rồi đánh giáo, rồi múa siêu, hay là song kiếm, hay mã tấu, rồi rất nhiều những loại dụng cụ, vũ khí, binh khí. Rồi nào là mình phải vừa học mách cấp tuồng cổ để làm sao, mách cấp xã hội để làm sao, hay là những cái vở hương sa, kiếm hiệp, rồi hồ quảng như thế nào, thì mỗi loại đều có những cái đặc thù riêng và không có cái tiêu chuẩn nào đó gọi là nó giống nhau cả. Em trong trong tất cả các vở tuồng mà em đóng, em có thích nhân vật nào hoặc là nhân vật nào mà em chưa đóng mà em muốn thể hiện không? Thực ra là cái vai em đã từng đóng vai ông già rồi, ông già 70 mấy tuổi, trong vở cải lương Người Ven Đô vừa qua của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hoa Hà đã dàn dựng em vào vai ông Bảy Đờn và nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ vào vai ông Tám Khỏe. Thì vai lão là sở trường của anh Tứ rồi, còn với em thì
là một người mà chuyên đóng dạng kết mùi, mà qua cái vai lão như vậy thì nó vô cùng khó, cả về dáng đứng tướng đi. Thì em cũng nghĩ là em không làm được, và bao nhiêu lần em cũng muốn từ chối rồi, nhưng mà soạn giả Hà Song Việt cũng đã nói là nếu như con không làm chúng mà người khác đó. Và khi mà cái hôm mà chụp hình poster á, thì em thấy trời ơi anh Tứ vừa vô cái anh vô y chang như là ông Út Trà Ôn vậy đó. Còn em á thì em chụp hình á, một cái tạo hình nhân vật em cũng thấy mắc cười nữa. Nó ở trời ơi chết rồi, sao đóng được dây 70 mấy tuổi mà lại cho khán giả tin được bây giờ, thì hoàn sao toàn thấy là mắc em cười, mất tự sao mà tin. lúc đó em nhìn thấy mắc cười, nó giả hay sao? Dạ nó phải gắn râu rồi dạ rồi mặc đồ bà ba rồi khăn rằn rồi các thứ, nó trời ơi em thì đó giờ chưa đóng dạng dây nông dân. Cái dạng dây nông dân thì nó sẽ hơi khó với em, nhất là những dạng vai bộ đội nữa, thì em thì có cái chất nó không có được nông dân lắm, cho nên vào những dạng vai đó thì em cũng hơi thiếu tự tin. Thì hầu như cái vai nào em nhận kịch bản em cũng đều thấy không có tự tin hết, là bởi vì sau khi mình diễn hoàn thành tốt hoặc là xuất sắc một cái vai diễn nào đó thì mình lại phải xóa hết để mình bắt đầu một cái vai diễn khác bằng một trang giấy mới. Mình phải tô điểm vào trong đó những tính cách, những nhân vật hay là những số phận gì đó với một dạng vai khác nữa, mình phải nghiên cứu tìm tòi thêm nữa thì lại bắt đầu làm lại từ đầu, giống như là giả tràng xây cát, vừa xây xong một cái lâu đài cái sóng ập một cái là phải xây lại cái khác, nó là như vậy. Em được may mắn đó là diễn chung với những bậc đàn chị. Những bậc đàn chị thì sẽ có những cái kinh nghiệm, những cái bề dày để cho mình nâng đỡ mình, nâng bước mình để mình đi theo cũng khỏi có bỡ ngỡ. Thì khi mà mình diễn chung với những người mà có kinh nghiệm thì mình cũng dễ dàng, mình nhập tâm hơn, dễ dàng mình phối hợp ăn ý hơn. Những cô đào của diễn chung với em hầu như đều là lớn tuổi hơn em. Đã. Nhưng mà lên sân khấu nhiều khi là phải diễn diễn chung là vợ chồng, tình nhân, thậm chí là nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan đóng vai cháu của em nữa. Em vào vai ông Bảy Đờn đó chị, 70 mấy tuổi, thì nó bày nói gì vậy, bày nghĩ sao? Thì em rất là mắc cười, bởi vì nào giờ chị Phượng Loan á đóng chị em, đóng mẹ em không à, bây giờ quay qua đóng cái chị đóng 30 mấy tuổi, còn em thì 70 mấy tuổi, trời ơi em diễn chịu không nổi. Dạ chào bác Lam, bác Lam xong cái chương trình này bác Lam có đi đâu nữa không dạ, hay làm gì nữa không bác? Ba cháu hỏi thì bác mới nhớ nha, bây dạ. Giờ là làm chương trình với cháu xong là bác phải đi thu âm. Mà trí nhớ lúc này lãng quá, không biết đi thu chỗ nào luôn nè. Để lát nữa hỏi sắp nhỏ coi nó dẫn bác đi đâu thì bác đi đó. Trước đó thì em vào cái vở Tuồng Nàng Xê Đa thì em đóng vai Vua Rim. Và diễn chung với ba cô đào chi vai với nhau là vai Xê Đa. Đó là nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thấm, Chuông Vàng Vòng Cổ Cao Thúy Vi và nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan. Thì em đóng cái cảnh cuối mới mắc cười, cũng gắn râu các thứ này nọ ra diễn, kêu diễn chung với chị Phượng Loan và đóng vợ chồng với nhau. Em cũng mắc cỡ lắm chị, và chị Loan cũng mắc cỡ nữa. Thì sau những cái mắc cỡ đó thì qua những cái đêm, những cái lần tập tuồng như vậy, những cái suất tập tuồng như vậy thì bắt đầu là hai chị em cũng phải bắt buộc là phải phối hợp với nhau cho khán giả tin làm sao đó là một cặp vợ chồng. Thì em nghĩ vậy là xong rồi, mình đã vượt qua cái ải rồi, ai ngờ gì qua tuồng sau đóng dây chú cháu luôn. Khi mà làm giám khảo Chuông Vàng Vọng Cổ, em chấm các bạn thi đó, nhưng mà em có bị coi như là bị cảm tính không? Nói về cảm tính thì em nghĩ rằng ai cũng sẽ có một chút cảm tính. Nhưng mà mình phải thực sự tỉnh táo, bởi vì số lượng thí sinh được chọn vào vòng trong thì có hạn. Và nếu như mình để cái cảm tính của mình lấn át đi, gọi là cái tính công bằng, thì nó sẽ rất là thiệt thòi, bất công cho những bạn thí sinh có khả năng hơn, tiềm năng hơn. Và em thì lúc nào em cũng ưu tiên một chút về ngoại hình. Nhưng ngoại hình không vẫn chưa đủ. Cái cảm tính của em là rất là thích ngoại hình của các bạn, bởi vì nếu các bạn đẹp thì lên sân khấu ăn ảnh, ăn đèn khán giả sẽ thích hơn. Nhưng bên cạnh đó em dẹp qua cái cảm tính của mình. Có những bạn không được sáng cho lắm, không được cao cho lắm, nhưng chất giọng của bạn quá hay, phải làm sao bây giờ? Nếu như mình đánh rớt bạn thì sẽ bất công, bởi vì mình cũng là thi chuông vào vòng cổ, cho nên mình phải cân đối làm sao vừa có thanh có sắc. Có một số thí sinh không có đủ điểm thanh sắc nhưng em vẫn chọn vào, bởi vì đó là một trong những tài năng để cho khán giả nghe và cảm thụ và đồng cảm với giọng ca này. Thì không việc gì mà mình phải đánh rớt người ta như vậy. Cho nên là những ai mà đã đẹp rồi, trời phú cho sắc rồi, thì mình nên luyện thêm về thanh,
cả về nhịp nhàng và cảm xúc trong bài ca nữa. Đẹp không chưa đủ, hát hay không chưa đủ, mà phải là giọng ca phải đi vào lòng người. Thì đó mới là một cái điều mà em luôn hướng đến. Em cho chị hỏi là khi mà em lấn sân qua bên kịch á, em có cảm thấy là mình có lo sợ là mình diễn sẽ nó bị ảnh hưởng tới cải lương không? Và có cái sự phân biệt giữa cái câu từ cải lương với lại kịch như thế nào để mà em xử lý không? Dạ. Chẳng những qua bên kịch mà qua bên phim cũng vậy. Thì mỗi lĩnh vực thì mình cũng phải có cái sự gọi là xoay chuyển mình, một cái bước chuyển mình. Thì mình phải chuyển mình làm sao cho thật là khéo léo để khán giả không biết mình từ đâu đến. Có nhiều người nói, ủa, có nhiều người á, nghĩ là, ủa, bạn này là nghệ sĩ cải lương hả? Sao bạn diễn kịch hay diễn phim không có bị có cái chất cải lương? Thì đó là do mình cũng phải quan sát. Thậm chí là mình ngồi monitor với đạo diễn để mình xem những cái góc hình. Mình xem mọi người diễn để mình biết là, à, cái cảm xúc đó như vậy là đủ rồi. Chứ mình không thể mà trợn mắt phùng mang, mình diễn như ở sân khấu, diễn cho khán giả ở xa xem thì mình phải diễn như vậy. Còn nếu mà bên phim thì không lúc nào, trời ơi, diễn đó hả chị? Chứ không thấy là, trời ơi, vậy sao hả chị? Nó không phải là sân như khấu vậy. Rồi. À, bị sân khấu rồi. Trời ơi, thiệt hả chị? Chị nói, đó là thiệt đó hả? Đó là cái cách để cho mình làm sao để mình kịch ra kịch, phim ra phim, cải lương ra cải lương. Nhưng mà làm gì thì nói thì lâu lâu cũng phải lòi chút đỉnh. Đó. Chứ không lòi thì làm sao mà mình cũng là... Nó giờ cái dòng cải lương rồi đó. Dạ, nó là như vậy. Cho nên là mình phải tiết chế lại. Và mình cũng phải nhìn xem đo cái ga của bạn diễn của mình. Để cho mình có thể phối hợp ăn ý hơn. Và năm vừa rồi đó, Vinh dự nhận được danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Nó có ý nghĩa như thế nào với em? Em nghĩ rằng đây là một cái điều mà ba và mẹ em, gia đình em luôn mong đợi. Bởi vì cái thành quả của con mình trong suốt quá trình là gần 20 năm qua theo nghề mà không nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Thì cái thành tích này, cái thành tựu của bản thân em thì đó là một cái món quà, một cái tấm lòng mà em muốn dành cho ba em và gia đình em. Bên cạnh đó thì em cũng vẫn luôn tiếp tục cố gắng và trau dồi. Em không nghĩ mình đến với nghề là vì danh hiệu, vì thành tích, mà em đến với nghề đó là vì cái niềm tự hào của bản thân. Mình được nối nghiệp với nghề truyền thống của ba mẹ, được giữ gìn loại hình nghệ thuật dân tộc, bản sắc của dân tộc. Thì đây là một cái trọng trách, một cái trách nhiệm mà một người trẻ đã trót ăn cơm tổ thì phải cố gắng giữ gìn và phát huy. Mình phải làm sao đi đúng hướng và mình phải lan tỏa được cái sự lạc quan, cái niềm tin cũng như là cái tương lai tươi sáng của mình đến với những người vẫn còn đang e dè, vẫn còn đang sợ sệt và không dám theo nghề giống như em ngày xưa. Em đã từng nhiều lần rất là muốn bỏ nghề bởi vì em nghĩ rằng làm nghệ thuật thì vô cùng gian truân, điều tiếng, tai tiếng cũng nhiều. Có nghĩa là mình làm nghệ sĩ giống như là làm dâu trăm họ vậy. Mình luôn nghe những cái tiếng xì xầm bên ngoài và mình phải bịt tai và mình cứ mở mắt và mình cứ thẳng bước mà đi. Nhưng mà em nói như hồi nãy em nói là nhiều người không công nhận. Ngày xưa trước khi mà em theo nghề thì mọi người nói là một người trẻ như em tại sao lại không làm những nghề gì đó, làm diễn viên, làm người mẫu hay là... là một nghề nào đó bình thường, gọi là có thể mang đến cho mình những cái thành công cho gia đình, cho xã hội. Nhưng mà tại sao lại chọn nghề cải lương, một cái nghề mà không có còn phổ biến như cái thời Hoàng Kim và cũng gần như là mai một. Thì tại sao lại làm nghề này chứ không làm ca sĩ đi? Đông khán giả vừa bước ra, khán giả vỗ tay rần 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 nhạc lên là mọi người hò hét, mọi người cổ vũ rất là nồng nhiệt. Chứ không phải là vừa giới thiệu tên cái tiếng đàn, tiếng ca lắng xuống, trùng xuống để cho một cái không gian âm hưởng dân tộc trỗi dậy và mọi người cùng lắng nghe. Chứ không có hò hét gọi là cổ vũ nồng nhiệt như là sân khấu ca nhạc. Còn cuộc sống hiện tại giờ của mình sao? Sở thích của em là như thế nào? Thường thường ngoài những cái việc công việc làm rồi giải trí thì sao em? Sở thích của em thì em thích ăn hết. Vậy thôi. Dạ. Nấu ăn. Thời gian nấu ăn thì em cũng không có nhiều thời gian. Nhưng mà em rất là thích ăn.
ăn tất cả mọi thứ, mọi thứ trên đời, ăn đồ ngọt, ăn đồ mặn, ăn cay, ăn gì cũng ăn hết á, ăn sầu riêng, ăn chè, ăn bánh. Nói chung là em là sinh ra để ăn hay sao chị? Được. Ngoài hát ra thì còn để ăn nữa. Em là người miền Tây nhưng mà em không ăn được cá da trơn, cá đồng ít ăn lắm. Em ăn được cá cơm nè, rồi ít cá lóc. Chứ ngoài ra thì cá trê nè, hay là cá ba sa đồ đó là em không biết ăn. Còn mà xem phim là em thích xem phim thể loại phim gì? Xem phim kinh dị. Trời ơi. Nhưng mà em thích đọc truyện tranh nha. Vậy hả? Dạ. Truyện tranh là thích thì Doraemon. Đó. Bạn chị 41 tuổi mà vẫn còn mê Doraemon á. Dạ. Nhưng mà chuyện Conan thì em lại sợ, em không dám đọc. Nhà Conan thì rất là hay, nhưng mà em lại sợ những tình tiết khiến em bị ám ảnh á. Ừ. Dạ, cho nên là nói chung là không có máu trinh thám. Thế toàn là dấn thân vào chỗ nguy hiểm không ạ. Em thích sự an toàn hơn. Nhưng mà lại như hồi nãy em nói là em coi phim kinh dị. Dạ. Nhưng mà chị biết không, khi mà em hay thường bật phim kinh dị, phim ma rồi em ngủ á. Dạ. Bởi vì em thích cái cảm giác, chị biết cảm giác mà mình vào trong giấc ngủ á, rồi mình có nhiều khi mà em gặp ác mộng. Gặp ác mộng em thấy những cái điều mà em gọi là thấy bị lực bất tòng tâm luôn. Thì khi em thức dậy, em mở mắt ra em nói, ủa, mình vẫn còn sống, mình vẫn còn an toàn, mình vẫn còn cảm thấy là thoải, gọi là bình yên. Thì em vô cùng trân quý cái khoảnh khắc đó, cái cảm xúc đó. Đó là trong giấc mơ, còn ngoài đời thật. Khi em có gặp áp lực nhiều không? Thì hình như chị thấy là khi mà em bước vào nghệ thuật đó là em gặp may mắn không ạ? Dạ, thì đó là mọi người thấy là em, con đường nghệ thuật của em trải đầy hoa hồng. Nhưng mà thật ra thì em cô độc. Em bị cô độc ngay trong chính bản thân của mình. Thì đó là một cái điều mà khó để giải bày cùng ai. Bởi vì vốn dĩ con người em đã vậy rồi, khó tâm sự với ai lắm. Thí dụ như là khi mà đọc những lời bình luận không có tích cực trên trên mạng nè, trên diễn đàn nè, thì mình phải làm sao bây giờ? Thì trong cuộc sống cũng vậy. Tất cả mọi cái đều phải là cái sự chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm từ trong bản thân đến những cái vở diễn của mình trên sân khấu. Thì cái sự cô độc đó thì bản thân mình cũng phải tự giải quyết. Nếu như mà mình nói ra thì chưa chắc là mọi người có thể hiểu được và chia sẻ với mình. Thì bắt buộc mình cũng phải là người đi giải quyết vấn đề của mình. Thì em thường thường là như vậy. Mình cũng thường hay ôm lấy cho riêng mình rồi mình tự giải quyết. Nếu những chuyện bế tắc quá thì em lại tiếp tục em mơ mộng. Ví dụ mơ mộng là sao? Mình tự suy diễn ra một cái cảnh nào đó, mình tự suy diễn ra một cái tương lai nào đó của mình. Dạ, nó là như vậy. Còn bản thân mình thì mình buồn đó, mình tuyệt vọng đó, nhưng mà mình vẫn phải lạc quan trong cái sự tuyệt vọng của mình để mình không đẩy mình vào trạng thái tiêu cực. Tưởng tượng cái gì đó để mà vượt qua thôi, chứ còn không thể chia sẻ. Dạ. Và rồi lại coi phim kinh dị để nằm mơ rồi bật dậy. Dạ, khi mà mở phim kinh dị thì nghe những tiếng hăm dọa hay này nọ các thứ thì mọi người làm gì làm, tôi ngủ tôi vẫn an toàn. Công nhận hay á. Tôi thấy an toàn, tôi vẫn đi vào giấc ngủ, tôi thấy bình yên lắm nè, tôi không sao hết. Tại vì thường người ta coi mấy phim mà tình cảm nhẹ nhàng nếu họ ta ngủ. Dạ. Còn này có coi phim kinh dị, phim ma. Tại vì có lẽ là do tình tiết trong phim nó cũng gọi là chậm á chị. Nó không phải cuốn mình theo. Cho nên là khi mà xem phim á, thì nhân vật này phải mở cánh cửa này, rồi đi qua con đường kia, rồi dòm trước dòm sau, lúc đó em ngủ mất tiêu rồi, không biết gì nữa đâu. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm đã tham gia chương trình Tâm Tình Nghệ Sĩ của Báo Phụ Nữ. Cảm ơn em rất nhiều và xin chúc em đạt được những ước mơ sắp tới. Và qua đây thì Lâm cũng xin được cảm ơn chị Quốc Phương đã tạo cầu nối cho Lâm được đến với Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, được tiếp cận và được có một buổi trò chuyện vô cùng thân mật và hết sức là gần gũi như thế này cùng với tất cả quý khán giả. Và nhân đây thì Lâm cũng xin chúc cho chị Quốc Phương nè cùng với Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh và tất cả quý khán giả thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng hạnh phúc, bình an và thành công trong cuộc sống.